Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Cây 2 thì cũng đã chuẩn bị là chuyển sang lụa và chuẩn bị dè rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm clip là mình chia sẻ lên cho cô chú anh chị và các bạn mình là tiếp tục là cái cây 3 này là cái cây mình làm cái gì nha các bạn. Thì cái cây 3 này á, là cái cây rất quan trọng. Nó là cái cây để mình làm bông. Đây là cái cây quyết định cho cái vụ mùa sắp tới nè. Có thể là cái cây thứ nhất, cái cây thứ hai mình làm á, nó không được đạt lắm, nhưng mà cái cây thứ ba này là phải rất rất đạt nha các bạn. Bởi vì cái cây thứ ba này á là cái cây mà nó dự trữ năng lượng và nó sẽ ở với mình cho tới gần như là tới sau thu hoạch luôn đó các bạn, cái cây thứ ba này. Cho nên á cái việc mà sắp tới mình làm á thì cái điều đầu tiên là sau khi cái cây này nó lụa nè. Sau khi nó lụa nha, khoảng cái chừng 10 ngày khoảng cái chừng 14 ngày á là bắt đầu là cái cây nó sẽ chuyển sang xanh đen. Thì khi mà cái cây mình nhìn cái cây ấy, mình phải tập quan sát đó các bạn. Cái này là chỉ là kinh nghiệm thôi. Mình tập quan sát cái cây, khi mà cái cây mà nó chuyển sang xanh đen á thì lúc này cây nó sẽ bắt đầu chuẩn bị đi đọt. Mà cây nó bắt đầu chuẩn bị đi đọt, nó sẽ rụng một vài lá các bạn. Mình thấy lá, cái hiện tượng mà nó hơi rụng lá là bắt đầu là cây nó chuẩn bị đi đọt nha. Thì lúc này á mình sẽ sử dụng 16-16-8, mình sẽ bón cho nó để mình thúc cho cái cây đọt này bắt đầu nó ra. Thì cái 16-16-8 ấy nó sẽ không ra đọt mà nó dài và nó nhiều như là 30-10-10. Nhưng mà mình sử dụng 16-16-8 với cái mục đích đó chính là mình không có cần cái đọt này nó ra cho nó dài, cho nó nhiều, 6 cặp lá không cần nhiều các bạn. Mình chỉ cần cho nó đi 3 cho tới 4 lá thôi. 3 cho tới 4 lá thôi. Nhưng mà cái lá nó phải chất lượng nha, nó phải to, phải dày, phải xanh. Đó. Thì cái đó là mình sẽ thích hơn nha. Thì sau khi á mà mình bỏ 16-16-8 xong thì khoảng cái chừng cái cây lá nó sẽ nở, bắt đầu nó chuẩn bị là ra mũi giáo đó, thì mình sẽ xịt tô ba xanh nha các bạn. Mình sẽ xịt tô ba xanh để mình kéo cái cây này lần thứ nhất. Đó, xong rồi khoảng cái chừng 7 ngày sau thì chu kỳ của mình là khoảng 7 ngày sau mình sẽ xịt lại. Thì từ cái mũi giáo mà cho tới 7 ngày sau á thì cái lá nó sẽ bắt đầu là ra cái tép. Nó ra cái tép, nó bắt đầu chuyển sang tép các bạn, mà nó chưa có mở đâu. Thì mình sẽ xịt tô ba xanh lần thứ hai nha, để cho cái cây này nó sẽ ra xanh dày, thật xanh thật dày. Đó. Thế thì sau khi mà mình xịt cái 7 ngày sau là mình xịt tô ba xanh lần thứ hai, thì bắt đầu 7 ngày tiếp theo nữa là mình sẽ xịt dưỡng combi thôi các bạn. Đó, mình sẽ xịt dưỡng combi thôi. Có một cữ mình sẽ xịt dưỡng combi là sau 2 lần kéo đọt nha. Sau 2 lần mà mình kéo bằng tô ba xanh thì lá bắt đầu lúc này ấy, là nó sẽ bắt đầu mở khoảng cái chừng 2 cho tới 3 cặp lá. Thường là nó sẽ mở khoảng 3 cặp lá các bạn. Khi mà cây bắt đầu của mình ấy, đây là mình là miền Đông Nam Bộ đất đỏ Ba Gian nha, thì khoảng 3 cặp lá là mình bắt đầu xuống lân. Ba cặp lá mình bắt đầu xuống lên, mình sẽ không xuống lên sớm nha. Ba cặp là mình mới xuống. Đó. Mình hai cặp thì mình cũng không xuống luôn, nhưng mà ba cặp lá mình bắt đầu mình xuống lên. Thì đối với cây năm thứ 5 á thì mình cho khoảng 5 kg, cây năm thứ 10 mình sẽ cho 10 kg. Cái liều này á là mình sẽ có thể gia giảm lên xuống 1-2 kg tùy vào cái cây của mình nha các bạn. Mình tùy vào cái vườn của mình để mình đánh giá nha. Nhưng mà cái bỏ lân mà theo số tuổi á thì đó là mình thấy là chuẩn rồi. Còn những cái cây nào mà nó sung ấy, thì mình có thể cho hơn. Ví dụ cây năm thứ 5 nhưng mà cái cây đó mà năm vừa rồi mình thấy nó sung quá thì mình sẽ có thể cho là 6 kg lên nha các bạn. Còn đối với những cái cây mà mình có những cái cây sầu riêng đó các bạn, đặc biệt là sầu riêng ri nha. Sầu riêng Thái thì nó cũng dễ ra bông thôi, nó không khó đâu. Nhưng mà đối với sầu riêng ri ấy, nó khó ra bông lắm. Cho nên là có những cây ấy, mình sẽ cho khoảng cái chừng 10 năm nhưng mà mình sẽ cho khoảng tầm 12 kg. Đặc biệt là những cây mà năm vừa rồi mình cắt đọt mà nó mặn tay á thì mình sẽ cho khoảng 14-15 kg. Thì sau khi mà mình cái cây đọt mà nó được 3 lá đó, mở 3 lá đó, mình sẽ cho lân. Thì sau cái cữ lân đó là mình bắt đầu là chỉ dưỡng cái lá đó cho nó già nha các bạn. Thì khi mà cái cây trong vườn của mình, cái tỷ lệ già của mình ấy, nó sẽ đạt khoảng cái chừng 70%. Nó không bao giờ nó già đồng loạt hết toàn bộ được, nó phải chân nhau khoảng chừng 14 ngày các bạn. Cái tỷ lệ mà nó chân nhau thì càng ít càng tốt, bởi vì như vậy thì nó ra bông nó sẽ đều. Nhưng mà mình thì 14 ngày thì mình thấy nó cũng được, không có vấn đề gì.
Thì cái bước tiếp theo á, sau khi mà cái cơi của mình á, mà trong cái vườn của mình nó đạt tỷ lệ là bắt đầu nó chuyển lụa khoảng cái chừng 70%, là mình sẽ cho tiến hành xịt 16-10-10 các bạn. Mình phủ hết cái cây nào mà chưa lụa mình xịt luôn, cái cây nào mà nó đang còn đang mở lá đó, khoảng chừng 3 lá và một cái lá thứ tư chưa mở là mình vẫn xịt như bình thường nha các bạn. Mình xịt phủ luôn 16-10-10 từ trong ra ngoài. Thì mình pha là 1 kg mình pha cho 4 phi. Đó, 1 kg 16-10-10 mình pha cho 4 phi. Hoặc là các bạn có thể pha 3 phi cũng được nha. Mình pha có thể là mình sẽ pha 3 phi đó, tùy vào cái mức độ cây của mình nó sung hay không. Đó, thì cái lượng lân này mình xịt lên lá nó không thành vấn đề đâu các bạn, nó cũng bình thường à, không có gì đâu. Nó sẽ làm cho cái cây của mình nó xanh lá, xanh dày, lúc này nó đủ lân ấy, thì về sau ấy, cái mầm hoa nó hực ra mới mạnh đấy các bạn. Đặc biệt là ở bên trong ấy, mình sẽ xịt chủ yếu ấy, là bắn vô những cái chồi lông nha các bạn. Mình chưa có tỉa đâu, những cái chồi lông mình cũng khá nhiều mà mình chưa có tỉa đâu, mình chỉ tỉa sơ sơ thôi. Nhưng mà cái giai đoạn mà làm bông ấy, thì mình sẽ xịt cái lần đầu tiên nó mà 16-10-10 mình sẽ xịt luôn cả trong cả ngoài, đặc biệt là những cái chồi lông. Thì khoảng cái chừng 3 đến 5 ngày sau á, mình bắt đầu mình đi cắt cái chồi lông đó. Khoảng cái chừng 10 ngày sau mình sẽ cho tiến hành xịt tạo mầm lần thứ nhất ở trong cành nha. Mình sẽ không xịt lá nữa mà mình chỉ xịt ở cành, chỗ nào muốn ra bông xịt chỗ đó. Khi mà mình xịt cái 16-10-10 ấy, luôn khoảng chừng 10 ngày sau mình xịt luôn nha các bạn, đừng có để lâu nha. Có nghĩa là tạo mầm lần thứ nhất á, nếu như mà mình mà để lâu á thì cây lúc này á, có thể là cái lân mà mình lân văn điển mà mình bỏ dưới gốc á, nó sẽ chưa có hút lên được kịp, nó sẽ chưa có ăn hết được. Thì vô hình chung á, cái cây lúc này trong cây nó còn dinh dưỡng, tại vì cái đợt mà mình đang còn kéo đọt mà, mình vừa mới xịt toba san, mình vừa mới bỏ 16-16-8, cho nên trong cây nó vẫn còn dư lượng đạm. Lúc mà mình tỉa cái chồi lông đi á, thì dinh dưỡng đạm nó vẫn còn, nó sẽ đầy tiếp tục cái chồi ngay chỗ đó, nó là chồi lông tiếp à, và nó không đứng lại mà nó không ra bông. Thế cho nên á, mình sẽ khoảng cái chừng 10 ngày sau á, sau khi mà mình cắt 3-5 ngày sau mình cắt thì cái khoảng thời gian đó mình cắt, mình vừa cắt xong là mình đã xịt tạo mầm rồi các bạn. Xịt tạo mầm thứ nhất thì mình sẽ xịt tạo mầm, mình chỉ xịt 16-10-10 thôi. Mình cứ pha 1 kg mình pha cho 2 phi, cứ 1 kg mình pha cho 2 phi. Tùy nha các bạn, các bạn có thể nếu như mà các bạn kết hợp với 16-10-10 mà các bạn cộng với lại lân 86 ấy, thì các bạn có thể là 1 kg mình pha cho 4 phi. Nhưng mà mình ấy, là mình xịt 16-10-10 không thôi, mà 16-10-10 dạng nano các bạn. Mình mai mốt ấy, tới cái giai đoạn mà chi tiết ấy, mình sẽ cập nhật lên cho các bạn theo từng giai đoạn. Cái lúc mà làm bông mà chi tiết ấy, thì mình sẽ chia sẻ từng giai đoạn thật chi tiết. Còn đây là mình sẽ chia sẻ tổng quát nha. Thì mình sẽ xịt 16-10-10 không thôi, thì mình sẽ pha là 1 kg mình pha cho 2 phi, mình xịt vô trong những cái cành. Mình chỉ xịt cành thôi. Đó. Mình khua sơ cái thân cũng được các bạn, nhưng mà chủ yếu là mình xịt cành thôi nha. Hạn chế xịt ra ngoài đọt. Hạn chế là mình xịt dưới gầm lá, mà đặc biệt là ngoài đầu cành á. Mình chỉ xịt ở bên trong thôi, chứ nó có dính thì nó cũng không sao nha các bạn. Nhưng mà nếu mà mình mà xịt tạo mầm á, mà mình khua hết dưới gầm lá mà ra ngoài đọt luôn á, thì với kinh nghiệm của mình ấy, nó đa số là bông nó ra đọt nhiều lắm các bạn. Mình không có thích cái điều đó. Cho nên á, mình đã phủ cái lần thứ nhất là mình xịt phủ 16-10-10 ở ngoài đọt rồi, để cho già lá nó già mau rồi. Thì cây ấy, mình lúc này nó cũng đã đủ lượng lân rồi các bạn. Thì kích bông á, thì tới thời điểm hiện tại là mình chỉ kích ở trong cành thôi nha các bạn. Chỗ nào muốn ra bông thì mình xịt đó, xịt thật kỹ cái cành đó, xịt thật đẫm nha các bạn. Thì xịt 16-10-10 thì cái giai đoạn mà tạo mầm lần thứ nhất này là mình sẽ không có xịt cái thuốc sâu cái gì đâu các bạn. Tại vì lúc này nó cũng không có sâu, cho nên là mình cũng không có xịt sâu gì hết. Cho nên mình chỉ xịt 16-10-10 không thôi. Đó. Có cái cữ mà có thể là cái cữ tạo mầm lần thứ hai ấy, mình mới pha thuốc sâu. Bởi vì lúc này bông nó chuẩn bị ra, mình sẽ ngừa sâu nha các bạn. Thì mình sẽ chỉ chia sẻ tới đó thôi. Tại vì cái cơi thứ ba này ấy, là cứ tới đó đi đó. Tại vì nếu mà mình chia sẻ nhiều quá nó sẽ bị dài quá các bạn. Dài quá mà cô chú anh chị các bạn không có nắm được hết. Bởi vì cái làm bông này ấy, nó rất là quan trọng. Mình sẽ chia sẻ cái clip làm bông nó sẽ phải kỹ và nó chi tiết hơn về cái cách làm bông. Còn đây là mình đang chia sẻ về cơi thứ ba nha. Đó là những cái việc làm ở trong cái cơi thứ ba này.
mình xin nhắc lại, đó chính là thứ nhất là mình phải kéo cho nó ra, cái cơ thứ ba này phải kéo cho nó đồng loạt. Cái thứ hai, khi mà được ba cặp lá, nở được ba lá là mình sẽ tiến hành, ba lá là phải tỷ lệ là khoảng 70% vườn nha, ba lá thì mình sẽ cho tiến hành rải lân van điện. Và sau khi mà cái lá mà nó bắt đầu mà nó chuyển lụa khoảng 70% hết vườn, và có những cây mà đang bắt đầu là ở đằng sau mà nó chưa nở hết á, thì mình sẽ cho tiến hành xịt 10-60-10 lần thứ nhất đó, để cho mình phủ cái lá, để cho nó già nha, cho già toàn bộ cái lá của mình đi. Để khi mà mình làm cho nó già như vậy, cây của mình nó ra đỏ, ra bông, nó mới đều được, tỷ lệ đều nó mới cao được nha các bạn. Còn nếu mà mình để tự nhiên á, nó sẽ không có đều cao được. Đó là những cái việc làm mà quan trọng ở trong cái cơi đọt thứ ba này. Đối với bản thân mình thì cái cơi đọt thứ ba này là cái cơi đọt rất quan trọng nha, nó đi với mình rất là lâu, từ bây giờ cho tới sau thu hoạch. Cho nên là cái cơi thứ ba này mình cố gắng mình chăm cho nó thật là tuyệt vời đó, mình chuẩn bị cái lực lượng cho nó hùng hậu để mình chuẩn bị mình xuất binh ra trận nha các bạn đó. Nếu mà cái cơi ba này mà cô chú anh chị các bạn mà làm mà nó không có được đạt á, thì mình phải công nhận nếu như mà cây ấy mà nó không đạt lá ra bông, rất nó sẽ rất là dễ ra bông nha. Cái cây mà mình cảm thấy là lá mà nó cứ chổi chà này kia đó, vậy mà nó lại ra bông dễ, nó dễ ra bông đó. Nhưng mà đến cái lúc đậu trái nó sẽ rất là khó. Mình á là làm theo phương pháp là kéo đọt cùng với bông, quy trình kéo đọt cùng với bông, cho nên là mình không cần nhiều bông. Mình không có cần nhiều bông để làm cái gì các bạn, đủ bông là mình kéo đọt. Bởi vì ấy, cô chú anh chị các bạn á, nếu mà mình làm kéo đọt cùng với bông mà mình chờ cái cây mà nó ra hết tất cả các cành mà ra bông á, lúc đó trễ rồi, mình kéo không thể kịp được. Cho nên á, cây ấy mà nó mà muốn ra bông á, mà khoảng chừng 70%, có nghĩa là 10 cành nó ra 7 cành thôi, là mình cho tiến hành kéo đọt luôn. 3 cành kia mình không cần luôn nha các bạn, mình không cần bông luôn. Nếu như mà mình chờ 3 cái cành kia mà nó ra bông nữa, thì 70% của mình là coi như vứt đi, kéo đọt lúc đó sẽ không kịp nữa. Bởi vì kéo đọt mình phải cực kỳ nghiêm túc và chi tiết, và phải rất là sớm nha. Chứ còn nếu mà để mà trễ một cái là rất là nguy hiểm nha các bạn. Đó, thì mình chỉ chia sẻ tới đây thôi. Mình sẽ chia sẻ cái clip làm bông ấy, vào cái thời gian cái cơi ba sắp tới ấy, cái lúc mà mình xuống lân ấy, thì lúc đó mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng nắm, để cho nó dễ nắm bắt hơn nha. Chứ từ bây giờ tới đó thì nó còn xa quá. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn mà thấy những chia sẻ mình thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Và sắp tới mình sẽ chia sẻ nhiều hơn, bởi vì cái giai đoạn này á, cơi đọt của mình nó chăm thì nó cũng chỉ có dưỡng combi rồi xịt rầy thôi các bạn, nó không có gì phức tạp đâu. Chỉ có bắt đầu vô làm bông nè, từ làm bông cho tới khi mà làm trái, lúc này nó mới rất là nhiều việc để làm đó. Từ nhện đỏ, rầy, rồi tạo mầm, kích bông, rồi bắt đầu phá miên trẹn, rồi kéo mắt cua, nó rất là nhiều thứ để mình chia sẻ với nhau nha các bạn. Còn bây giờ thì nếu mà thấy hay thì cô chú anh chị và các bạn nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Thôi mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, và hẹn cô chú anh chị và các bạn ở những chia sẻ sắp tới nha. Bye bye.